Trang nó thấy trong túi của em có hóa đơn mua đồ lót ở trung tâm thương mại. Của em phải không? Vâng. Nói cho chị biết, em thuê khách sạn làm gì? Bố của Nhím mà. Chị à? Về rồi đấy à? Vâng. Trang chưa về hả chị? Trang hôm nay ở trường trà trẻ. Mà sao giờ này nó vẫn chưa về nhỉ? Có chuyện gì thế ạ? Trang nó thấy trong túi của em có hóa đơn mua đồ lót ở trung tâm thương mại. Của em phải không? Vâng. Nói cho chị biết, em thuê khách sạn làm gì? Thế em mua đồ lót với thuê khách sạn là cho cái Vân à? Sao Trang lại biết chuyện em đi thuê phòng khách sạn nhỉ? Thì nó thấy cái hóa đơn, nó nghi ngờ. Rồi trong lúc em đang ngủ, nó mới lén lút mở điện thoại. Nó đọc tin nhắn. Và thế là... Chị thấy biểu hiện của Trang thế nào? Em còn lạ gì tính nó. Bần thần thẫn thờ nguyên ngày. Đêm qua còn mất ngủ cái kìa. Đáng lẽ phải nói toàn bộ sự thật cho Trang biết thôi. Em tưởng giấu nó mãi được à? Giờ đi đâu còn chưa thấy về cơ. Thôi chết. Hay là nó có nghĩ quẩn rồi làm điều dại dột không nhở? Ôi Trang ơi. Ôi Trang ơi, có gì phải nói với chị chứ? Sao? Không nghe máy. Thì gọi cho bạn nó xem là đang đi với đứa nào. Trang ơi, nghe máy đi em Trang. Không nghe máy thật. Em gọi cho cái Đào cũng không nghe máy. Cái Đào á? Vâng. Nhắc đến cái Đào chị mới nhớ này. Nhưng mà không biết là có liên quan gì đến chuyện này không cơ. Chuyện gì ạ? Sáng nay ấy, thằng Quý chồng cái Đào, nó mới đóng giả là thợ sửa đường nước vào nhà mình để theo dõi. Nó theo dõi em đấy. Em đi rồi. Chị đi tập thể dục về đấy à? Ờ. Dạo này béo quá. Đi được vài vòng mồ hôi một cây nhễ nhại kinh chết đi được. Thôi, từ mai chị không đi nữa. Nấu món gì đấy? Em nấu miến gà mà anh Nghiêm thích đấy chị ạ. Miến gà á? Chị yên tâm đi. Gà này em mới đi chợ mua lúc sáng đấy. Chứ không phải là gà từ hôm qua đâu mà chị sợ. Cầu kỳ phết nhở? Mùi gì mà thơm thế?
em nấu miếng gà mà anh thích này. Anh thử xem vừa cho nhá. Được không? Ngon đấy. Thế anh vào thay đồ đi, rồi ra ăn sáng luôn nhá. Dạ. Trang. Dạ. Thì cái món rượu cá ngựa ấy có tác dụng à? Làm gì có chị. Không phải chối. Vi khuẩn chị còn soi ra được đấy. Cái vụ hóa đơn ấy, hôm qua chị có nói chuyện với thằng Nghiêm rồi. Nó thuê cho... Em biết rồi. Là thuê cho cô Vân. Thế biết con Vân nó là ai không? Là người yêu cũ của anh Nghiêm. Hôm nay bình tĩnh một cách bất thường đấy nha. Mọi hôm chẳng có chuyện gì thì cũng loạn hết cả lên. Thì chuyện cũng cũ rồi mà. Cho qua đi chị. Thì cũng giống như chị đấy. Đồ ăn để qua đêm, chị còn không cho bọn em ăn nữa cơ mà. Cho nên em nghĩ rồi, không vì gì phải sợ hết. Bởi vì khi mình sợ ấy, thì chỉ chứng tỏ một điều, đấy là mình đang thua kém thôi. Hôm qua được thông não rồi à? Em học chị mà. Chị đi tắm đã nhá. Dạ vâng ạ, tham gia ăn nhá. Mà các em chơi thân với nhau bao năm rồi, có cái gì mà không chia sẻ với nhau đâu. Chồng em là trụ cột của gia đình. Anh mà không vững, mẹ con em liêu xiêu ngay. Tôi là Nguyễn Đức Nghiêm. Chúng ta cứ đúng luật mà thi hành. Ơi, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, nhanh một giây là chậm cả đời, biết chưa? Quý ơi là quý, sao anh lại ngây thơ thế? Đừng để cái đào nó biết nhé. Cô mày trong thực nghiệp không bao giờ có từ không làm được. Tôi không cho phép bất kỳ một ai động vào vợ tôi đâu nhá. Dù chỉ là một sợi tóc nhá. Cậu có tin là tôi báo cơ quan chức năng không? Mày bảo tao nói nhiều á? Nhục. Việc gì cũng đến tay con này. Nhục không chịu nổi. Sao? Nó dám nói như thế luôn á? Lập biên bản giải quyết vụ việc. Hả? Mùi ngoại tình. Không phải kẻ thứ ba nữa, mà nó là kẻ cướp. Anh sẽ không làm điều gì dại dột nữa. Cho dù có bất kỳ chuyện gì, anh cũng sẽ nói với em. Hai vợ chồng mình sẽ sống với nhau đến 100 tuổi, với 3 đứa con cùng 17 cháu chắt.